nhằm giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng nặng nề của dịch và chia sẻ khó khăn với các tỉnh miền Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Sau một thời gian khẩn trương triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón công dân Ninh Bình từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về quê, sáng nay, đoàn tàu chở hơn 600 công dân đã về tới ga Ninh Bình, đảm bảo an toàn, chu đáo mọi mặt. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh mang theo các vật tư, thiết bị y tế cần thiết đã lên đường đón công dân Ninh Bình có nhu cầu cấp thiết trở về quê từ ngày 1 tháng 10 và chiều ngày 3 tháng 10, chuyến tàu chuyên biệt Nghĩa Tình đầu tiên bắt đầu hành trình từ ga Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua ga Dĩ An, tỉnh Bình Dương và ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đón hơn 600 công dân đã cập ga Ninh Bình sáng sớm hôm nay. Trong suốt hành trình, mọi công dân đã nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo, nhiệt tình, từ việc cấp phát trang bị bảo hộ cá nhân, sắp xếp khoa học chỗ ngồi trên các toa tàu, đến từng bữa ăn trên tàu. Đối với trẻ em và người ăn kiêng đều được cấp phát những suất ăn riêng, tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và sức khỏe cho người dân đã từng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Ngay sau khi tàu về tới ga Ninh Bình, ngành y tế đã huy động 50 nhân viên y tế khẩn trương xét nghiệm kháng nguyên nhanh, đồng thời lấy mẫu để làm xét nghiệm RT-PCR cho công dân ngay tại các toa tàu. Sau đó, các công dân được phân luồng theo các nhóm đối tượng, đảm bảo khoa học, thuận tiện để bố trí, sắp xếp lên các phương tiện đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh, đúng nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh đã bố trí chu đáo 5 khu cách ly tập trung để các công dân thực hiện cách ly y tế theo quy định với thời hạn là 14 ngày, trong đó sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Nếu cả 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, công dân sẽ được đưa về nơi cư trú và tự cách ly thêm 14 ngày nữa. Với sự chỉ đạo bài bản, chu đáo, phối hợp nhịp nhàng, khoa học, đúng quy định trong phòng dịch của các lực lượng chức năng và các tỉnh bạn, nên quy trình đón công dân xuống tàu, lên tàu và di chuyển về Ninh Bình, thực hiện cách ly diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn về sức khỏe cũng như công tác phòng chống dịch. Toàn bộ chi phí tàu xe đưa đón, sinh hoạt tại khu cách ly y tế tập trung đều do tỉnh hỗ trợ và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tài trợ một phần. Việc đón công dân Ninh Bình từ vùng dịch trở về là việc làm nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chu đáo của tỉnh nhằm chia sẻ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 cũng như góp phần cùng các tỉnh phía Nam và cả nước chiến thắng dịch bệnh nguy hiểm, dai dẳng này.